Trong nội tình đứa đi của em thôi là nó đã có nhiều cái tình cái tiết khác nhỏ nhỏ rồi, trong sách đi rất kỹ, gần nhà học nhà, trong mấy cái phần cái biểu tượng trong sách và cái quyển sách đó là phần đọc thêm á, các bạn cần phải đọc mà nó cũng có thể làm đề thi luôn chứ không phải là đó là không học. Đây nhiều tiết lắm rồi, khi biến chuyển hóa galacto là thiếu một cái kép men á để chuyển hóa galacto nè. Khuyến khuyến trong chuyển hóa fructose cũng như vậy luôn, mình di truyền. Rồi bây giờ làm được cái này rất là dễ. Một bệnh nhân nam 26 tuổi đầu này cái lơ mơ được chẩn đoán ở đây là thuyết một luôn, như là các xét nghiệm đó đã thuyết một rồi. Dữ liệu nào sau đây có tính thuyết phục cho em chẩn đoán hơn cả trong cái chẩn đoán này? E bệnh nhân này có tiền sử là có ba thằng mẹ, có chị gái thì lấy thằng bốn thằng mẹ gia đình đi lấy thằng đường hết. Cho em một phần có cho em là một thuyết phục rằng bệnh nhân này đã thành tuyến một không, béo phì là cũng bệnh tâm HB 1C bệnh nhân này đang là 9.5, bệnh nhân này đã có hơi thở cũng sẽ có bệnh sẽ có này thì đâu là dữ kiện thuyết phục trẻ cho bé này đã có được C ha, nhìn vô là thấy nó là một trong những tiêu chuẩn chụp ra nó có được luôn mà cũng có khi đâu phải là tiêu chuẩn chụp ra. Bệnh nhân nữ 65 tuổi được chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 rồi, chẩn đoán cách đây 10 năm rồi, ví dụ vậy. Xét nghiệm nào sau đây sẽ tiếp theo dõi tuân thủ điều trị trong vòng 3 tháng của nay của bệnh nhân? HbA1, A1C. Rồi đó. Nhỏ. Một người đàn ông 55 tuổi, huyết áp BMI là 29, huyết áp là 163/80, thăm khám thì bình thường như là bình thường, đường huyết bất kỳ và cái em thăm khám đường huyết tĩnh mạch bất kỳ và cái profile là lipid được chưa, thì máu của anh này là bình thường đó, kết quả trả lời là bình thường ngoại trừ đường huyết bất kỳ á là tăng lên 11.9 và em đang gọi điện để mà thảo luận ông này về kết quả và ông này ông nói cảm thấy vào đầu tay ông rất là mệt nhưng mà ông phủ nhận là ông có điểm nhiều nhìn thấy gì đâu, ông phủ nhận hết những cái điều nào em cần làm cho bệnh nhân này là đúng. Ông có này có đường huyết bất kỳ là dài, nghĩa là bệnh nhân này đôi vô tình huống là con này nhân lên như 18 này là nhiêu ạ? 11.9 lớn hơn 200 chưa? Lớn hơn 200. Ông này bị đưa vô cái nhóm số 4, nghĩa là cũng không đủ nữa. Người ta nhóm số 4 là phải có triệu chứng phổ sinh điện 4 nhiều cộng đường huyết bất kỳ trên 200 thì một phát thì là chẩn đoán đái tháo đường luôn. Ông này thì lại có nó hơn 200 đường huyết bất kỳ nhưng lại không có dấu hiệu của tiêu chuẩn, nghĩa là không có tiêu chuẩn mấy cái triệu chứng cổ điển. Em cần làm gì tiếp theo? Câu A, câu B, câu C, D, E, đó là đúng. Bây giờ không, một người đã nói là trắc nghiệm không chọn được câu đúng thì hãy loại bớt những câu sai là dễ nhất, và do đó lỡ mà còn hai câu thì mấy người cũng được 50-50. Câu này đúng không? HB1C sẽ không hữu ích gì trong việc giúp chẩn đoán bệnh nhân này để giải pháp được. Đã HB1C là tuyệt chuẩn luôn, bây giờ rất là quan trọng bỏ câu D. Bệnh nhân này không nên được bắt đầu với metformin, metformin là để giải pháp được đầu tay như vậy đó. Chưa chẩn đoán thì đái tháo đường sử dụng cái gì loại luôn. Một cái đường huyết này lúc đói được cần để xác định là đái tháo đường, có nghĩa là bây giờ cho là một cái sự thử là đường huyết tĩnh mạch lần thứ hai và thường là đường huyết đói là lý tưởng để mà cần xác nhận là đái tháo đường. Em có phải hợp lý có bất gì chú
đói có ông này đang có đường huyết đói bị bất thường bất rối loạn đường huyết đói có không? Rồi A B C D gì vậy đó. Rồi câu A là gì? Ông này dày dày nên chẩn đoán ông là đái tháo đường thứ hai luôn không luôn được không? Thì trong tất cả cái bốn câu này thì năm câu này tôi thấy cái câu hợp lý nhất có lẽ là phải chọn làm thêm một cái đường huyết tĩnh mạch lần thứ hai. Lý tưởng là nên làm đường huyết đói, thì sao đường huyết đói ban đầu từ ngày đầu mà tiêu chuẩn đấy nó ra là liên quan tới đường huyết đói rồi, và các cái đường huyết bất kỳ HbA1c là mới bổ sung sau này thêm đường huyết đói chúng ta cũng sẽ là lý rồi. Rồi tiếp câu này khó nha. Bệnh nhân này theo em bị gì? Bệnh nhân nữ, em đang hỏi và thấy một bệnh nhân nữ 19 tuổi được mang tới accident này emergency, có nghĩa là cái phòng thì như phòng cấp cứu với em của cô này, bởi vì rau suy là bất bình thường và nói không có incoherently, có nghĩa là nói không có được liên tục, không có mặt lạc luôn. Họ đề nghị rằng là họ phải cảm thấy cô này đã sụt cân rất là nhiều ở đó, họ mang rất là nhiều trong mấy tháng về trước và có vẻ là mệt mỏi. Hôm nay như là khám thì huyết áp là 80/40, có vẻ là cũng huyết áp luôn, tim rất nhanh và cô này là thấy mặt yếu nữa, luôn cô còn có hai giác một, các cái ruột đấy là các cái khác điểm khác đó thì natri 125, kali 5.7, ure là 8, creatinine là 90. Chị của em của cô này á nói nữa có cho cung cấp thêm thông tin là cô này đang bị suy giáp. Như vậy thì cái chẩn đoán nào sau đây là phù hợp nhất khi em có cái rồ bay và cái tình cảnh xét nghiệm như vậy? Rồi đọc đi. Em chọn câu gì? Mọi người chọn câu gì? Không phải là trong chương trình học của tụi em dạy em đái tháo đường, dạy em rối loạn chuyển hóa, thì ra thì cái đáp án em chọn phải là những đáp án đó thôi nha, luôn luôn công việc sẽ là như vậy. Cái này tự là nha, bữa sau sửa, bây giờ nói cái gì bạn thấy là chứ đáp án chứ đáp án không có gì đâu nè. Rồi hết rồi, bài học hôm nay thì có ai thắc mắc gì không? Cuốn sách cuối bài này có mấy câu trắc nghiệm tốt, em đang coi những câu đó, mấy câu sau thì em đọc, thì mấy câu này nó sẽ được thực hành.